Ok, xin chào mọi người. Ở đây là cái kiểu nhạc dân dã, cái kiểu đồng quê một tí mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một vài cái ý chiêu để đệm cái nhạc thôn quê, cái kiểu nhạc sống mà bây giờ chúng ta bị thất truyền. Thực ra lâu lâu chúng ta hát karaoke chán rồi thì nếu mà kiểu mà vẫn hát lại được á, chúng ta cần có những cái gì đấy mà nó sống động tí thì đây là một giải pháp. Hình như anh em hỏi mình là cái liên khúc tình yêu, liên khúc là cái kiểu gì? Là nó đấy, kiểu liên khúc thôn quê, cái kiểu như thế này đấy. Đó, cái kiểu nó cũ cũ mọi người. Cái thời anh Vĩ còn làm á, cái thời anh Vĩ đánh nhạc sống ở Tây rồi kiểu nó mấy chục năm, hai ba chục năm rồi. Thì tất cả những anh em chúng ta ngồi đây để mà nghe cái này thì chúng ta cũng không còn trẻ nữa, chúng ta cũng đã khá là lớn rồi. Thì Kim xin chia sẻ nó nhanh như thế này. Mọi người có thể đánh tất cả nhiều bài ở trong một cái liên khúc này mọi người nhá. Kiên thí dụ như là liên khúc này mà kiểu phong cách bolero cha cha gì đó, hay là đám cưới đó. Hôm nay em sẽ nói về đám cưới và lấy một cái bài là đám cưới trên đường quê ha. Là cái bài OO sẽ hôm nay ấy, ha. Đấy, mọi người sẽ đánh như thế này. Đánh rất là đơn giản, chọn cho em một cái sing list em học tiếng list này ha. Đấy, mọi người đánh như vậy, mọi người sẽ kéo lên ha. Rồi, khi chúng ta fill xong rồi á thì chúng ta dập tiếng rất là đơn giản, thì mọi người có thể lập brass ha, brass hoặc là mọi người dập piano, thì em sẽ hướng dẫn là dập tiếng brass luôn. Thì nó một nó giống ngày xưa em hướng dẫn cái đít câu bên á, thì nó sẽ một cái xuống mới là một cái lên. Tempo của thằng này là tới 150-151 mọi người nhá. Mọi người chú ý nó hơi căng tí nha. Đó. Đó, chúng ta bật nhịp đây này. Đây. Rồi, bắt đầu vào nhịp nha. Và chúng ta bật cái sinta này, chúng ta một số một lên. Hợp âm thì mọi người phải nhớ cho em là ví dụ như re mi fa son la ha. Re son la. Còn fa thì fa son la si do, fa là si giãn đô bài ha. Đó, mọi người phải nhớ như vậy thì khi chúng ta nắm được thì chúng ta đánh nó mới dễ cái vấn đề. Và khi chúng ta giống như là ô sáng hôm nay à, ô sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh xem đón vui ngày cưới, ra 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 ra. Mọi người nhảy đừng có đứng ra 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 đó ha, nó là như vậy thôi. Đó, anh ơi, chúng ta đã đổi feel. Anh ơi, chúng ta sẽ dập đều. Anh ơi, nó quay lại như vậy. Và đây là kiên chế thì phạm mọi người đánh thử coi có ra không nha. Rồi một này mọi người nhớ cái nhịp này 3-4 nha, các bạn ha. Ta 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 ta
nếu mà anh em mà chậm quá thì string nha, string đẩy theo thôi, string đẩy theo, không không cần phải dập như vậy đâu, chỉ đẩy theo lên. Anh ơi, tình tôi à. Chúc mừng người thành công. Thank you. Subscribe kênh của em nếu như là đầu vào. Video rất là ngắn nhưng mà em nghĩ là nó sẽ mang lại cái giá trị giải trí và cái giá trị thoải mái và anh em có thêm kinh nghiệm trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả mọi người. Bạn không riêng bài này đâu nhá. Lấy công thức này mọi người thì hãy đặt. Anh xin mời em đi về quay mặt kiểu cẩu cẩu nghe nó đồng quê tí là ok. Đấy, nó nhựa nhựa nó luôn. Rất là thoải mái đấy thì chúng ta sẽ đánh được cái này. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người vui vẻ.